Kính thưa toàn thể quý vị, Việt Trì thì rất là giàu, mà nói về con gái thì không ở đâu đẹp bằng. Nếu ai còn thắc mắc chăng thì nhìn Kim Ngân là bằng chứng đây. Và kính thưa toàn thể quý vị, cụ chúng ta đã từng có câu nói rằng là khi chim khôn ăn trái nhát lòng, gái khôn thì gái phải lấy chồng thanh ba. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể các cụ, các bà thân mến, lời tiên trước khi đến buổi đại lễ thành hôn cho đoàn trẻ Quang Thịnh và Kim Ngân trong buổi sáng ngày hôm nay, thì thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho gia đình, đưa lời cho cô dâu và chú rể, chúng tôi chân thành được cảm ơn sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị, các cụ, các bà, cô dì, chú bác, thân viên họ bốn bên gia đình. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả các bạn bè, anh chị em, đồng nghiệp, nơi mà cô dâu, chú rể đã làm việc, học tập và công tác, đã có mặt đông đủ tại hôn trần cưới của họ là cha trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng chúc mừng hạnh phúc. Và thay lời cảm ơn, ngay sau đây trân trọng được kính mời cô dâu, chú rể sẽ cùng kính chào toàn thể quý vị và quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Kính thưa quý vị thân mến, đúng là xuân sang từng đất từng trời, mùa xuân đã cũng vậy, lòng người xuân sang. Xuân trời từ tháng là ba, mà xuân lòng sáu tuổi người ta có mình. Đất sinh là trời đất đành, và bất duyên điều đó đã trở thành tất nhiên. Và kính thưa quý vị, đó là lý do quý vị có mặt tại hôn trường cưới của họ đàn trai trong buổi sáng ngày hôm nay, cùng chúc phúc cho Quang Thịnh là trai chơi vợ và kết duyên cùng cô dâu Kim Ngân là gái chơi chồng. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là một đêm hè hai bạn trẻ sát cánh, họ đã hò hẹn cùng nhau để chung cánh nước non, trải bao năm tháng mỏi mòn. Hôm nay là sự thật chứ không còn mộng mơ. Một ngày đẹp nhất một giờ, và một giờ đẹp nhất là giờ này đây. Ca, kính thưa quý vị, hôm nay đúng là vui cửa vui nhà, vui chung hạnh phúc mặn mà keo sơn. Trên bàn có nước trà thơm, có bánh có kẹo, gia đình được cảm ơn họ hàng. Hôm nay trang trí trang hoàng để đón Kim Ngân về làm dâu con. Bao nhiêu đêm thì Quang Thịnh có tâm sự rằng Kim Ngân như hòn ngọc hòn son sẽ là nguồn hạnh phúc của con suốt đời. Và tới đây thay mặt cho ban tổ chức, chúng cháu trân trọng được kính mời các đại diện nhà gái sẽ có đôi lời chào dâu. Trân trọng được kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của hai cháu, trước tiên thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin đón chào và chúc hội hôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Cháu Thịnh và cháu Ngân yêu thương nhau và được sự nhất trí của hai bên gia đình, hai cháu đã tổ chức đăng ký kết hôn, được chính quyền địa phương công nhận vợ chồng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai họ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin giao cháu Ngân về làm dâu, làm con, làm cháu họ gia đình nhà trai. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc mọi người mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và trân trọng và cảm ơn những lời phát biểu của bác đại diện họ nhà gái. Và tới đây thay mặt cho ban tổ chức xin mời bác đại diện nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu với toàn thể quý vị và đáp từ quý vị đại diện họ nhà gái. Kính thưa tất cả các cụ ông, cụ bà, kính thưa tất cả các bạn thanh niên nam nữ và kính thưa tất cả toàn thể hội hôn. Cháu Thịnh và cháu Ngân, hai cháu đã quá trình tìm hiểu, đến nay hai cháu đã về báo cáo với hai gia đình ông bà, bên nhà gái và bên gia đình chúng tôi, và hai gia đình đã làm lễ thành hôn cho hai cháu và cũng đã được cơ quan chính quyền. Đăng ký kết hôn cho hai cháu và ngày hôm nay giờ lành tháng tốt, chúng tôi tổ chức cưới vợ cho cháu Thịnh và cháu Thịnh về làm rể dưới ông bà ông Hồng và bà Dung với toàn thể các cụ ông cụ bà dưới nhà. Và cháu Thịnh có gì mà cháu chưa biết thì xin tất cả các cụ ông cụ bà và ông bà ông Dung có gì thì bảo ban cháu thêm để cháu hiểu biết. Và sau tôi xin kính chúc tất cả hai bên của hai gia đình nhà trai nhà gái có một sức khỏe và
chúc toàn thể hội hôn có một sức khỏe. Xin hết ạ.